Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta bước sang Chúa Nhật thứ 21 mùa thường niên 5B. Phục vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe lại lời cam kết và tuyên xưng rất cảm động và sâu xa của Thánh Phêrô. Bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Đó cũng phải là lời tuyên xưng và xác tín của người Kitô hữu chúng ta trong thời đại hôm nay. Giờ đây chúng ta cùng sốt sắng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã tuyên bố: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy, người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế thầy đã bảo anh em, không ai đến được với thầy nếu Chúa Cha không ban ơn cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều chọn lựa. Hầu hết những chọn lựa của chúng ta đều liên quan đến những nhu cầu thường ngày như cơm ăn, áo mặc, như ngủ nghỉ, đi lại. Tuy nhiên, những nhu cầu đó chưa hẳn có thể làm cho chúng ta thỏa mãn. Có một nhu cầu khác không thiếu cuộn phần quan trọng, đó là nhu cầu về tâm linh. Chính nhu cầu này thúc bách chúng ta phải chọn lựa cho mình một đức tin, một đấng để chúng ta tôn thờ, làm nền tảng cho đời sống của chúng ta. Điều đó đã được Thánh Phêrô tuyên xưng một cách cụ thể trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi Thánh Nhân nói với Đức Giêsu rằng: Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Vì Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Lời tuyên xưng của Thánh Phêrô như là cách khẳng định sự chọn lựa của ông trên hành trình tâm linh. Đồng thời, lời tuyên xưng này cũng khẳng định rõ đấng mà ông chọn lựa tôn thờ, đó chính là Thầy của mình, Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Vậy, hành trình chọn lựa của Thánh Phêrô thế nào? Chọn lựa của ông đã chuẩn xác hay chưa? Và ông có dám chiến đấu cho chọn lựa của mình hay không? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Giô-suê, chúng ta đã được nghe sự chọn lựa của những người theo Chúa, mà điển hình là ông Giô-suê và những người trong gia đình của ông. Đứng trước sự lung lạc của dân Israel, ông đã triệu tập toàn thể dân tại thung lũng Si-khem để yêu cầu dân phải chọn lựa đấng mà họ sẽ tôn thờ. Ông đưa ra cho họ ba chọn lựa. Một là họ có thể thờ các thần mà cha ông của họ đã tôn thờ ở Mesopotamia. Hai là họ có thể thờ các thần người xứ Amore, nơi mà họ đang ở. Và ba là họ sẽ thờ phượng Đức Chúa, Thiên Chúa duy nhất, đấng mà cha ông họ đã ký kết giao ước với người. Ông bà anh chị em thân mến, khi yêu cầu dân phải chọn lựa, Giô-suê cũng yêu cầu họ phải có trách nhiệm trong chọn lựa của mình. Chính ông cũng đã khẳng khái tuyên bố về chọn lựa của mình rằng:
phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ thờ Thiên Chúa. Chính nhờ sự xác quyết trong chọn lựa của mình, Giô-suê đã giúp dân nhận ra sự sai trái của họ, để từ đó, một lần nữa, họ lại quyết định trở về với Thiên Chúa. Khi dân thưa rằng, không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại, Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi. Trong lời giải thích này, họ khẳng định những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện trên dân và cha ông của họ. Đó là Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, người đã thực hiện những điềm thiêng dấu lạ trong hành trình trên sa mạc và đã trao cho họ miền đất hứa. Ngang qua những điều này, Thiên Chúa luôn hiện diện và bảo vệ dân. Sự chọn lựa để đặt niềm tin tưởng vào một Thiên Chúa duy nhất được nghiệm thấy trong cuộc sống của họ, hay qua những kinh nghiệm và những chứng tích mà cha ông họ đã để lại. Tác giả Thánh Vịnh cũng đã diễn tả kinh nghiệm này như sau: hãy nếm thử và hãy nhìn xem, cho biết Chúa thiện hảo dường bao. Đó là những xác quyết trong chọn lựa của Giô-suê và của dân Israel. Còn đối với các tông đồ, những người đang theo Chúa, chọn lựa của họ thế nào? Trong bài tin mừng, sau khi Đức Giê-xu tuyên bố ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, thì nhiều môn đệ bắt đầu rút lui. Giữa cơn khủng hoảng ấy, Phêrô đã đại diện cho nhóm 12 để tuyên xưng chọn lựa của mình. Khi ông thưa rằng, lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con sẽ theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Lời tuyên xưng của Thánh Phêrô vừa khẳng định sự tin tưởng của cả nhóm môn đệ thân tín, vừa là lời tuyên xưng tuyệt vời nhất của riêng ông trong lúc mọi người đang lung lạc và muốn lìa xa Đức Giê-xu. Không biết Phêrô có hiểu hết hệ quả của những lời tuyên xưng ấy hay không? Có thể có và cũng có thể không. Nhưng dù thế nào, thì khi kết thúc hành trình, ông cũng đã chiến đấu cho chọn lựa của mình. Đồng thời, qua lời tuyên xưng đó, Thánh Phêrô đã dành cho Đức Giê-xu một danh hiệu mà đến lúc đó chưa từng nghe nói: Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Thông qua chọn lựa của Giô-suê và của Thánh Phêrô, chúng ta có suy nghĩ gì về hành trình đức tin của mình đây? Ông bà anh chị em thân mến, hành trình đức tin của mỗi chúng ta chắc chắn cũng chẳng khác gì hành trình đức tin của Thánh Phêrô và của các môn đệ là bao. Khi cuộc sống bình an, thuận lợi hay toàn những hoa hồng, với những tháng ngày là cả mùa xuân, ta thấy đức tin của mình thật mạnh mẽ và xác quyết. Lời Chúa lúc ấy thật ngọt ngào như mật ong trong miệng, làm phấn chấn lòng ta, mang đến cho ta niềm vui, bình an và hy vọng. Nhưng một khi giông tố cuộc đời ập đến, khi trời lập thành cơn giông tố, ta cảm thấy niềm tin lung lay chao đảo. Khi ấy, lời Chúa trở thành thách đố cho ta. Ta dễ dàng bỏ ngoài tai những lời Chúa dạy. Ta uốn nắn cuộc đời của ta theo những tính toán, kế hoạch riêng của mình. Những lúc ấy, có thể chúng ta cũng manh tâm bỏ Chúa như một vài người đã rút lui trong bài tin mừng ngày hôm nay. Câu hỏi của Đức Giê-xu, cả chúng con nữa, chúng con có muốn bỏ Thầy mà đi hay không? Đòi hỏi các môn đệ phải chọn lựa, phải dứt khoát về lập trường của các ông. Đây không phải là một việc dễ dàng, vì ngay trước đó đã có nhiều môn đệ rút lui, bởi đã nghe điều Đức Giê-xu xác quyết một cách mạnh mẽ về thứ lương thực thiêng liêng nuôi sống linh hồn, thật là chói tai và không thể nào chấp nhận được theo lẽ tự nhiên. Thịt của tôi thật là của ăn, máu của tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Trong những lúc khó khăn thử thách như thế, lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con sẽ theo ai, như là cách để giúp chúng ta vượt qua những cơn khủng hoảng, những đêm tối của đức tin. Nếu lời tuyên xưng của Thánh Phêrô đã giúp ông khẳng định được tình yêu chân thực của mình dành cho Đức Giê-xu, thì chúng ta cũng phải can đảm xác quyết trong chọn lựa để hành trình đức tin của chúng ta luôn tươi sáng. Chọn lựa niềm tin là một xác quyết lớn và quan trọng của cuộc đời con người. Chọn lựa ấy lại còn quan trọng hơn nữa khi chúng ta chọn một con đường đức tin đúng đắn. Tuy nhiên, chọn lựa ấy không phải là một chọn lựa một lần là xong, mà là chọn lựa cứ lặp đi lặp lại. Chọn lựa ấy luôn được tái khẳng định trong mỗi biến cố của cuộc đời chúng ta.
Xin cho mỗi người chúng ta biết khởi đầu ngày mới với chọn lựa đức tin của mình, để từ đó chúng ta có thể tuyên xưng như Thánh Phêrô khi xưa: bỏ Thầy, chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Amen. Tấm bênh ban sự sống đời đời, Thầy là đường đi, là ánh sáng chiếu soi. Lời Thầy là thần khí, là sự sống cho muôn loài. Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho đời con. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là giông tố đêm đen. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn. Tiếng hát rung động trái tim này, Thầy là lời thiêng của đường Chúa tối cao. Biển đông cả trời đêm, Thầy cần tiếng bóng im liềm. Lạy Thầy đời con, nguyện dâng hiến trọn cuộc đời. Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là giông tố đêm đen. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn. Là của lễ, là hy tế cứu độ. Tượng Thầy đã ghi là chịu chết cho trần gian. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là giông tố đêm đen. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con
là giông tố đêm đen. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết